Ở trong bài mình đang đứng ở gian hàng Apollo Silicon và đang diễn ra ở triển lãm Vietview 2022. Và năm nay Vietview được tổ chức ở công viên phần mềm Quang Trung. Lý do là bởi vì thứ nhất là năm ngoái là kỷ niệm 20 năm thành lập công viên phần mềm Quang Trung. Và năm nay thành phố sẽ phát triển về hướng đông cùng với Hóc Môn, do đó là cái triển lãm diễn ra ở quận 12 như vậy. Tuy một số anh em nói sẽ khó tới nhưng mà nó sẽ liên quan đến cái chuyện phát triển thành phố về hướng đông hơn. Về cái Apollo Silicon thì đây là một cái công ty chuyên làm keo và họ đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái ngành xây dựng của Việt Nam. Và đó là lý do vì sao mà Apollo Silicon họ là nhà tài trợ chính cho cái triển lãm này cũng như là đồng hành của triển lãm này. Về sản phẩm thì anh em thấy rằng là Apollo Silicon họ không có nhiều sản phẩm như các công ty khác, nhưng mà nó đóng vai trò then chốt. Ví dụ như là chúng ta sẽ có keo dán kính A300 hay là một cái keo khác là Apollo Silicon A500, thì đây là hai cái keo chính. Lúc nãy mình có thử chét cái keo A300 lên trên hai kính này, tức là mình dán với nhau, và anh em thấy rằng là về A300 thì nó sẽ có cái màu bóng, còn A500 thì sẽ có màu mờ hơn. Trước giờ mình nghĩ rằng là keo dán kính nó chỉ có màu trong thôi, còn bây giờ mình biết rằng là họ có thể pha được những cái màu nâu, màu xám, màu bạc, hoặc anh em mua đủ số lượng thì họ cũng sẽ pha nhiều màu khác cho anh em biết. Thì ngoài hai cái sản phẩm chính là cái Apollo A500 và A300 là keo dán kính, thì họ còn có những cái như là Apollo Form này, thì đây là một dạng keo chám. Mình ví dụ anh em xây một cái cửa bằng gạch và anh em bỏ cái khung cửa gỗ vào hay khung cửa nhôm vào, nó có một cái khe hở hay khoảng cách giữa cái tường bê tông với lại cái khung cửa đó. Đây là cái vật liệu mà anh em cần để anh em chám vào cái lỗ đó, thì nó không chỉ là keo kết nối mà nó còn cách nhiệt, cách âm, nó giúp cho cái khung cửa và cái tường được kết nối với nhau nó hoàn hảo hơn. Thì sau khi mà anh em đã gắn cái cửa vào rồi, anh em thấy rằng là sau khi chúng ta hoàn thiện nẹp này nọ vẫn có chút xíu hở, thì anh em sẽ dùng cái loại này, đây là cái acrylic A100. Đó, thì cái loại này khi mà anh em chám vào trong cái khe nhỏ đó nó khô, anh em có thể sơn nó theo cái màu luôn. Thì như vậy khi người ta nhìn vào giữa cái nẹp cửa với cái tường á, nó chỉ là màu của nẹp cửa và màu của tường, thì như vậy anh em nhìn vào nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, về Apollo Silicon đó, họ không chỉ bán những cái sản phẩm keo thôi và họ còn tham gia những cái hoạt động. Ví dụ như là năm ngoái chúng ta thấy rằng là qua cái đợt dịch Covid á, thì Apollo họ đã dựng hẳn một cái đội xe cứu thương gồm 5 chiếc, và họ cũng lập một cái đội mang những cái vật phẩm, nhu yếu phẩm đến những cái nơi cần thiết. Và 5 chiếc xe cứu thương của họ đã chạy liên tục trong 60 ngày với quãng đường là 30.000 cây số, và họ đã kịp thời cấp cứu được hơn 2.400 F0. Sau khi dịch hết rồi thì họ đã tặng lại những cái xe cứu thương của họ cho bệnh viện của thành phố. Đó. Và khi mình tới cái gian hàng của Apollo thì mình cũng gặp bạn admin của cái group Apollo Silicon đó, thì mình cũng hỏi bạn về những cái chương trình khuyến mãi hay là những cái chương trình làm sao mà bảo vệ những người khách hàng của họ. Thì mình thấy rằng là họ đang có một cái chương trình tặng những cái xe hơi như là Mercedes hay là Mazda hay là xe Honda cho những đơn vị phân phối hàng của họ. Và đối với những cái sản phẩm của họ thì họ đều có một cái barcode ở trên cái hộp này, và với một ứng dụng của Apollo Silicon thì người ta có thể dễ dàng kiểm tra được sản phẩm đó có phải là hàng nhái hàng giả hay không. Đó, áp dụng công nghệ vào để cho bảo vệ sản phẩm. Thì anh em biết rồi đó, một sản phẩm mà tốt, thương hiệu ngon thì thường thường hay bị nhái. Rồi, Apollo Silicon thì họ sẽ nhập cái nguyên liệu từ cái hãng Dow Chemical của Mỹ cũng như là cái hãng Sinetsu của Nhật, và về đây họ sẽ đóng gói lại thành những cái sản phẩm như vậy và họ phân phối ở thị trường Việt Nam. Đó, thì đó là tất cả những cái gì mà anh em thấy ở gian hàng Apollo Silicon này. Mình biết là nhiều anh em tinh tế sẽ biết cái brand này, sẽ biết cái keo này, bởi vì anh em tinh tế thường thường là những anh em đàn ông thích xây dựng, quan tâm đến cái công nghệ, quan tâm đến những cái kỹ thuật xây dựng, thì Apollo chắc chắn là sẽ biết. Rồi, xin chào anh em.